Xin chào tất cả mọi người. Mùa hè, mùa nước lên là cái mùa rắn hay sinh sôi nảy nở nhiều các bạn ạ. Rắn độc, rắn không độc thì khi bị cắn chúng ta hãy trang bị cái kiến thức để sơ cứu đầu tiên ngay lúc ban đầu nhé. Và trên đây mình sẽ chia sẻ với các bạn. Xin chào các bạn. Đây là cây thèn đen nhé. Đây gọi là cây thèn đen. Nó giống hệt như lá rau ngót luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ có cái màu nó hơi khác hơn một chút, nó không hoàn toàn giống cây rau ngót nhưng mà nó rất là giống các bạn nhìn này. Đó, đây là cây thèn đen này. Nó mọc ở khắp nơi, kể cả trên rừng hay là ven bờ bụi ở dưới ven sông ven ngòi đấy các bạn ạ. Cây này nếu như các bạn bị rắn cắn thì các bạn cũng sẽ dùng cái cây này tuốt lấy cái lá của nó, tuốt như tuốt lá rau ngót đấy các bạn. Đó, này và các bạn hãy cho vào miệng các bạn nhai. Nhai xong rồi các bạn nuốt cái nước và cái lá, cái bã của nó thì các bạn đắp luôn vào cái chỗ rắn cắn nhé các bạn. Đó, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái cây của nó. Các bạn nhìn kỹ cây của nó này. Trời đang nắng các bạn ạ. Trời đang nắng, thế nên là cây của nó đây giống hệt cây rau ngót các bạn ạ. Còn đây là cái cây này thì mình không biết là các bạn gọi tên nó là cây gì. Nhìn hình thù của nó giống cái cây hoa mười đồng tiền các bạn ạ. Đấy, thu nhỏ lại thì nó giống cây rau mùi tàu, nhưng mà lá của nó là rất nhiều lông. Đó, cái mùa này thì nó chưa ra hoa, nhưng mà lá cái hoa của nó lên nó gai gai nhọn nhọn cứng cứng. Nên cái cây này thì nó cũng có nhiều tác dụng lắm. Cây này có thể chữa được cái mụn nước ở trên mặt này, các cái mụn ở trên các mặt của các em bé gái đang tuổi dậy thì nó cứ có những cái mụn nó gần như kiểu là mụn trứng cá bọc ấy các bạn. Dã cái này lên và sát lấy cái nước của nó thì cũng đắp vào rất là hiệu nghiệm. Nhưng cái này các bạn có thể là dùng để chữa rắn cắn rất là tốt. Các bạn hãy lấy 1-2 lá của nó và các bạn hãy cho vào miệng, các bạn nhai. Nhai và các bạn đắp vào cái miệng của rắn cắn thì cũng rất là tốt. Mình gọi là cây rau lông, không biết tên của nó, tên khoa học thì thường thường các cái cây này có nhiều loại tên lắm các bạn ạ. Nhưng mình không biết nó tên khoa học thì hoặc là vùng miền các bạn thì gọi tên là cây này là cây gì. Nên mình gọi là cây rau lông. Và đây là cây đu đủ nha các bạn. Nếu như các bạn ở rừng thì các bạn hãy dùng những cái cây thèn đen hay là cái cây cỏ kia nhé. Mà khi các bạn về nhà rồi thì các bạn hãy tìm đến cây đu đủ này cho mình nhé. Và các bạn ơi, đây là quả đu đủ nhé. Nếu như các bạn mà lấy cái quả đu đủ thì các bạn càng lấy quả non xanh bao nhiêu càng tốt nhé. Các bạn hãy chích thế này và các bạn lấy cái mủ này, các bạn bôi vào cái chỗ bị rắn cắn nhé. Những cái vết bị rắn cắn là các bạn hãy bôi vào đó. Và cái xong tiếp theo các bạn hãy, nếu như về đến nhà rồi thì các bạn hãy lấy cái chày, cái cối hay hoặc là cho vào máy xay sinh tố, các bạn hãy thái cả vỏ, cả ruột, cả hạt của nó. Các bạn giã thật nhỏ xong các bạn vắt lấy cái nước cốt và các bạn sẽ uống liền cho mình nhé. Uống liền cho mình. Còn cái mủ này thì các bạn hãy bôi trực tiếp vào cái chỗ rắn cắn, cái nốt vết răng của rắn cắn cho mình nhé. Xong còn cái bã mà các bạn đã vắt lấy nước rồi thì các bạn cũng lấy cái bã đấy. Các bạn sẽ dùng cái vải và các bạn quấn vòng xung quanh cái chỗ rắn cắn cho mình nhé. Đó, đây là về quả đu đủ. Còn nếu như các bạn không có quả đu đủ, ví dụ các bạn không kiếm được quả đu đủ thì các bạn cũng có thể lấy những cái búp, cái ngọn của cái cây đu đủ này, các bạn sẽ cấu nó ra, vặt nó ra và các bạn lấy cái mủ, cái nhựa của cái búp này, các bạn sát vào đấy cho mình. Và cái lá non này các bạn cũng hãy nhai, cho vào miệng nhai hoặc về nhà thì các bạn cho vào cối các bạn giã nhé. Xong các bạn đắp trực tiếp vào cái miệng rắn nó cắn cho mình, những cái nốt răng ấy các bạn.
Và đây là lá trầu không nha các bạn. Lá trầu không này thì các bạn nếu cái người mà bị rắn cắn là nữ thì các bạn hãy hái chín lá, còn nếu là lá cho bạn bị rắn cắn là nam thì các bạn hái 7 lá cho mình nhé. Các bạn hái hái những cái lá già ấy các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Đây là mình hái là mình cho bạn nam nhé. Nam thì 7 lá. Lá trầu không thì rất là tốt các bạn ạ. Thế các bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nhánh gừng, một mảnh vỏ quế. Nhưng mảnh vỏ quế này hơi to, các bạn chỉ cần lấy một nửa thôi nhé, không cần cả nhé. Thế với lại một chút vôi. Đấy, vôi này là vôi bột cũng được hoặc là vôi ăn trầu các bạn nhé. Thế các bạn hãy giã gừng ra, giã quế ra, giã lá trầu ra và các bạn cho cái vôi này vào. Thế xong các bạn hòa một ít nước, các bạn vắt lọc lấy cái nước đấy các bạn uống, hay hoặc các bạn hãy cho vào nồi các bạn đun sôi lên cho mình. Xong các bạn chắc lấy cái nước, nhưng mà các bạn với 7 lá dầu không này, một nhánh gừng, một lát quế và một tí vôi này các bạn chỉ cho vào khoảng độ một cốc nước nho nhỏ thôi, khoảng 1/4 bát ăn cơm nhé các bạn. Thế các bạn hãy chát lấy cái nước các bạn uống, và còn cái bã thì các bạn đắp vào cái vết rắn cắn cho mình nhé, để cho nó giải độc, giải cái độc rắn trong người. Thì cái phương pháp này á, các bạn cần phải có thời gian là phải băm giã những cái thứ này hoặc là đun những thứ này thì các bạn hãy giải được, sẽ giải được độc của nọc rắn ở trong người ta ra nhé. Còn nếu như các bạn mà có điều kiện đi bệnh viện nữa thì hãy lên bệnh viện để các bác sĩ truyền huyết thanh giải độc cho các bạn nữa là tốt nhất. Mà không, cái cách này và những cách các bạn dùng lá đu đủ, nhựa đu đủ hay hoặc là lá cây thèn đen hay là lá cây hoa, cây cỏ nhặng kia thì nó cũng làm cho ta là kéo dài được tầm khoảng độ 10 đến 15 tiếng đồng hồ là độc nó chưa phát tác nhanh các bạn ạ. Và trên đây là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách bảo vệ, sơ cứu khi bị rắn độc cắn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn hãy có những kiến thức nhất định để trang bị cho bản thân và cũng cho những người thân xung quanh của mình khi bị rắn độc cắn bất cứ nơi nào, ở đâu và thời điểm nào. Và trong cái mùa hè này ạ, mùa nước ngập nước lên này thì là cái mùa rắn sinh sôi nảy nở nhiều nhất, và rắn nó hay đi ra ngoài để nó ăn đêm nhất các bạn ạ. Các bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.